coi chiếc xe đang ve để chắc mì cho nó gần. Dạ đây. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ quay cầu Ifa, cầu sao. Đây là chiếc cầu Ifa đã lắp vít sai đầu trước đầu sau luôn. Đây là cái cổng vít sai này. Thật sự mình nói vít sai thì nó như thế nào thì như các bạn chưa biết thì vít sai cấu tạo của nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ cần cổng này để thổi hơi đẩy các cục vít sai á. Nó khớp với cái nhông á rồi nó mới chạy bánh. Chạy hai bánh luôn. Thật ra thì cái vít sai á, nếu mà mình chưa lắp vít sai thì bánh nó chỉ chạy một bên thôi. Khi mà cầu hoạt động thì nó chạy một bên bánh thôi, nó đẩy. Khi mà mình lắp vít sai vô á thì nó chạy hai bên luôn. Bánh xe của mình rất là dơ, mới chạy cái đường hồi nãy mình giới thiệu cho các anh em xem đó. Nó ngập vô thắng luôn. Giờ mình sẽ chọn mấy cái này ra này. Cái này nó vô thắng hết ăn luôn. Bây giờ chuẩn bị ve tiếp nha. Ve bê, ve bê. Giang lại đi. Ôi. Thôi thả nhẹ về đi.
mùng 6 ngày đầu năm. Bà con nơi đây tranh thủ nhổ mì để tiếp tục trồng mì. Không, trời lại nắng rồi, hạn hán như năm ngoái thì mì lại hư rồi, nó mọc không đều rồi, nó ít. Năm nay mì rất là hư như năm ngoái, tại vì năm ngoái trời rất là hạn hán, trồng rất là cực, phải trồng đi trồng lại nhiều lần. Ngày xưa thì ở đây trồng một xe, bây giờ thì rất là ít. Bây giờ thì còn khoảng 8-9 tấn thôi, tại vì trồng không được đẹp. Mì không được đẹp nên bây giờ phải tranh thủ nhổ để trồng tiếp tục. Mùa này nó còn âm u, nó chưa có nắng hạn hán nên còn được. Dễ tiệt à, cái bao số lợn bạn. Giang lợi. Nhờ à, tình hình. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ. Bye bye.